Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây cưa gỗ nha. Muốn giới thiệu đến các bạn này, cây cưa gỗ này nó đến từ thương hiệu của Echokiorit và nó có cái tên riêng là 341EVL các bạn. 341EVL. Cây này là một hệ nồi đồng cối đá nha. Có thể mình sở hữu một cây máy này mình xài có thể 20 năm, 20 năm rồi. Mình ở đây mình đã từng chứng kiến rồi. Cây 341 này xài tầm 20 năm, trên 20 năm luôn. Nó không biết hư nòng là gì các bạn. Ha, không biết hư nòng là gì. Các bạn quan sát xem. Mình nói đâu có sự thật đó chứ không phải mình nói ngoa các bạn. Cây này đã từng là ở ở xứ mình nha, ở xứ mình họ xài trên 20 năm, nó thuộc hệ nồi đồng cối đá 341 nha, rất là khỏe chứ không phải là yếu xìu yếu sọp nha, rất là khỏe. Và thấy cái tình trạng nó mới mới nghe gió nó đây nha, kéo ra đóng nghe nha, đẩy vào là nổ nha, đẩy vào là mở e. Ở đây châm nhớt nha, châm nhớt bồi làm ở đây, châm xăng pha nhớt để chạy máy nha, thấy rất là mỹ miều, rất là đẹp luôn. Echo cái làm nó cực chắc luôn, làm là tinh nha các bạn, mà mới cáo luôn. Đây, các bạn quan sát kỹ ha, làm là tinh nha, mới cáo luôn. Đấy, cây 341 như thế đây. Các bạn muốn biết rõ cái tên tuổi của nó thì nó ở đây nó có cái tên đây các bạn. Đây, các bạn nhìn xem. CS nha. Các bạn thấy không? Mình lao một cái cho các bạn thấy CS341 EVL ha, Made in Sa Păng ha, tem này là tem đóng nha, nó đóng hai cái chốt đóng vô đây, không phải tem dán mà không phải tem tầm thường đâu, tem này là của Nhật thứ dữ luôn mà xem. Cho nên mình nói cái máy này có thể các bạn sở hữu nó rồi và các bạn xài 20 năm không nhúc nhích ha, trừ khi các bạn không pha nhớt nha. Nó cái tỷ lệ pha nhớt nó cũng giống như máy máy cưa máy cắt cỏ nghe các bạn, tối thiểu là phải 50 cc, nhưng mà thường máy cưa này chạy tốc độ cao á, các bạn pha 60 70, có người ở đây pha cả 100 cc nữa các bạn, nhưng mà mình nói tối đa các bạn pha 70 thôi là ok rồi ha, chạy cực chắc luôn. Rồi ở đây nó có cái công tắc ở đây các bạn, công tắc ha, đây là tay ga ha, đây là an toàn, những cái thun của nó còn rất là đã luôn ha. Xác xem rồi để mình nổ thử cho các bạn xem, ga nhớt cực tốt luôn nha các bạn, ga nhớt bồi làm cực tốt luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha, đầu tiên thì mình cũng đóng e các bạn, nhưng mà nó nổ rồi mình giật thoát sao không cần phải đóng nữa nha, cái này nó đã nổ rồi mình kéo là nó nổ thôi. Nếu các bạn muốn muốn nó nổ đã thì các bạn bóp ga ha, bóp ga dễ nổ lắm các bạn, máy cưa nó vậy đó, đá công tắc lên nha các bạn, mà rồi giật nổ nha. Nổ rồi các bạn.
rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ nội, cây cưa gỗ nội đồng cối đá Echo 341 nha các bạn. Đến đây xin tạm dừng nha. Xin mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn với những video sau nha. Nếu ai có nhu cầu sử dụng cái máy này thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.